đúng rồi ha. Trời ơi, mà mắm cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng mà coi đã Phước Thạnh nhưng mà DT878 đúng, nhưng mà phải qua bên đây đi ra Phước Thạnh, còn bên kia là ấp khác. Ở đây ha, mấy anh đó nói là phải hỏi nói tên lưu đại cái đường qua mảng Định Hồng đó đi, mấy ông dễ chỉ hơn là DT878. Rồi chạy đường này.
DT870. Đi thẳng là ra DT870 ha. Mãn Đình Hồng ở đâu mà anh? Chạy qua khỏi cổng 2 đi lên đây hả? Em có chạy hoài cái bỏ hai cái ngã ba nữa. Bỏ hai cái ngã ba nữa hả? Nó nằm ngoài đường ha, trong hẻm anh. Nó có nó cái chỉ ở ngoài cái tấm bảng gì cho mình để mình thấy không? Không luôn hả? Cái đó không có gần, tại không có đi ra ngoài. À. Bây giờ bỏ hai cái ngã ba nữa hả? Em cảm ơn ha. Rồi đây cái đó là rau dấp cá đó, chồng bó rau dấp cá đó đem lên bán Sài Gòn ha. Chạy bỏ hai ngã ba nữa mới tới. Được tính là ngay ngã ba không? Trời ơi, chạy gắn đồng tâm đi thẳng kìa. Ê, chùa Linh Khứ, chùa Tắc Linh Khứ, chùa nó nè, chùa Sắc Thứ Linh Khứ. Ôi đây bằng về đi, bằng về đi. Thank you.
BRT 870. Hãy subscribe.